người nắng quá xin đi gọi đầu nha cả nhà. Hai em chị chọn cái này đạo diễn xinh ha, với lại một tiếng massage chân. Ok là mình làm phút không chứ mình không có làm body, là không làm lưng đồ nha chị, tại vì chị không có bị lưng gì cho đi nhiều quá mỏi chân. Vậy đi ha. Rồi đây là cái ghế gọi nha, rất là tiện luôn, không có bị đau đầu, phòng ốc đẹp lắm, sạch lắm. Cái này có bao lâu rồi cưng? Dạ, yeah, cái mở chắc cũng được 10 ngày. Ừ, vậy hả? Rất là sạch sẽ nè. Này số mấy đường quần lại vậy em? Dạ, 241. 241 đường quần lại. Nhân viên nhẹ nhàng dễ thương lắm. À, mọi người biết không, bây giờ á, cái gọi đầu dưỡng sinh nè mọc ở tràn lan hết á, phải nói là nó đang là một cái phong trào ở ở Việt Nam, đi tới đâu cũng thấy nó hết. Nhưng mà tuy nhiên mà về cái chi tiết ở trong thì không có thằng nào giống thằng nào hết, mỗi nơi nó mỗi khác. Cái chỗ gọi đầu này thì xin gì thấy gọi đầu cũng được, rửa mặt nhẹ nhàng, nhưng mà thì có một cái là không có hợp với lại cái mùi thảo dược á, cho nên là khi mà vô phòng á, cái mùi thảo dược á nó làm xin thì nhảy mũi dữ lắm. Nói chung là cái tiệm này cô chủ mới nói chuyện với xin thì mới mở có 10 ngày à cả nhà, bởi vậy cho nên là cái dịch vụ người ta cũng tận tình, mà phòng ốc rồi đồ đạc cũng sạch sẽ mới, thì xin đi rất là mê massage gội đầu. Bữa giờ xin đi về cũng đi nhiều rồi cả nhà, thì xin đi chủ yếu là ủng hộ cho mấy người ở bên Nguyễn Đình Chiểu của hội người mù á, còn nếu như mà đi ở ngoài thì xin đi cũng ít đi lắm. Nhưng mà hôm nay tại vì trời mưa gió nè, cái nó cứ thấm vô đầu của xin lì á hả, nó ngứa dữ lắm, thì xin lì phải đi gọi. Rồi sẵn thấy họ ghi massage thì xin lì cũng thử. Về vấn đề hài lòng đó thì xin lì thích cái tiệm sạch sẽ, nhưng mà vấn đề chuyên môn á thì cũng không hẳn xuất sắc lắm, 8 điểm thôi à. Nhưng mà nếu xin đề nghĩ là giá thành đó, giá thành người ta để ngoài bảng vậy đó, người ta để có 149.000 một tiếng, nhưng vào trong đó rồi họ cộng thêm này cộng thêm kia, cái phí nó cao, có những cái gói massage nó lên tới 300.000 mà. Thì xin đề nghĩ nếu như giá thành đó mà rẻ xuống chút thì rất là nhiều người đến và rất là đông khách đó. Thì xin thì giới thiệu với cả nhà thì có một chút enjoy như vậy, hy vọng cả nhà cũng thương lắm cái thân mình, nhất là chị em phụ nữ. Mọi người biết không, xin thì có một cô bạn cũng mua cái cuộc mà gọi là massage trọn đời á, dưỡng da trọn đời á, 45 triệu, là đi của thằng Medi Skin á,
Đó, mà người thấy bây giờ phụ nữ ở Việt Nam mà người ta khá giả, người ta cũng enjoy, người ta cũng biết giữ gìn sắc đẹp của người ta lắm á. Và thì sẽ giới thiệu đến cả nhà những cái giờ phút nghỉ ngơi mà xin nghỉ có mặt ở Việt Nam nha. Đây là mấy bác rác vậy làm đó. Wow, mặn hấp dẫn quá. Wow, cái gì Thái? Ở đây có cái chùa đẹp lắm nha cả nhà. Đây là Lâm Vân tự nha. Mấy cô vào đây buổi sáng làm công quả nhiều lắm mọi người, đang quét dọn chùa. Ngồi chùm bông giấy ra nha, phải lên tận ngọc luôn. Thank you.
vào cục đá, mọi người nghĩ không? Có đó lâu đời lắm mà người ta viết thư pháp lên đẹp quá. Thầy Nhân Tông này là vua mà. 1258-1308. Thảo pháp đẹp quá. Không ngờ giữa lòng của Sài Gòn có nhiều cái chùa đẹp quá. Ồ, đây có tượng Phật nữa. Không phóng sanh, không ném thức ăn. Hồ trơn trượt. Coi. Thấy bóng người nó tới nè mọi người. Thân thiện quá. Các coi là tên tiếng Nhật và giống như kiểu là cứ thấy người là nó thân thiện, nó tới cái từ coi của Nhật. Hà này có em ở kêu ò bò bọp. Dạ, hồi này lòng thanh tịnh quá. Ở đây có một tượng Phật Như Lai rất là lớn. Phải đi vòng qua kia cho nên xin đi, không có đi. Vào đây tâm thanh tịnh lắm mọi người. Hy vọng mọi người cũng cảm giác được vậy giống xin đi nha. Bây giờ xin đi ra là tiếp tục đi nè. Bồng con 60.000 ký. Đang mùa của bồng con. Mấy hoàng xuất sắc quá. Bún cá bình chồng chị Lâm nấu nè. Ai có nhu cầu order liên hệ số của chị Lâm. Mày cứ dịch giọng thế. Người ta nấu mà mày dịch không? Không, điều phối. À, điều. Điều đào. Thấy đó, đó. Sao này nè. Chào nhà đó. Trời, hấp dẫn hấp dẫn. Uống cá Đà Nẵng á. Mình review gửi cuốn Sài Gòn bây giờ rất là lịch sự nha. Cuốn cái nào là có bọc ni lông cái đó. 7.000 đồng trái. Một con tôm, một miếng thịt mà gói rất là khéo nha. Lấy đĩa đi bé ơi. À, quá là gói quá đều tay, quá sạch luôn. À, có đồ chua, ớt nè. Quá là hấp dẫn. Đậu phộng nè. Hai bịch, ba bịch. Rồi, cái này là tương. Một loại mắm. Tương nè. Cái này là mắm nêm nè. À, cảm ơn người đi mua. 4 đồng công một lạng luôn. À, cái thích nhất là bây giờ gửi cuốn cho lịch sự nó quấn nè. Rất là vệ sinh, rất là sạch sẽ luôn. Hồi xưa tao đi cái gửi cuốn có 1.000 rồi bé. Bây giờ 7.000. Hơn 20 năm. 20 năm trôi qua. Cứ có 5.000 chứ mấy. Giờ nó lên. 20 năm sầu hận. Rồi xong rồi. 10 năm tình cũ. Không ngon hay không thì không biết, nhưng mà trước mắt là thấy cuốn rất là đẹp. Không chắc được nào. Không được bó. Nó ganh á. Chó mà nó còn ganh tị như vậy đó. Đúng bó là. Cuốn gì là sợ lớn với sợ bé. Trà xanh thứ ba là biết tay. Ngay chỗ đầu đường đi vào Bùi Đình Túy có ông bà cũng bán gỏi cuốn này nè, thấy đắt lắm. Hôm nay bà nghỉ. Nó ăn ngon là do cái mắm với cái tương á. Cái nước chấm. Nước chấm. Đúng như vậy, chị đồng ý. Sao mà hay nhé. Việt Nam bây giờ cái gì cũng sạch sẽ đó. Tại vì bây giờ là cứ quay lên YouTube á mà không mang bao tay, không sạch sẽ là ta tẩy chay. Cái này, cái cây rung rồi mà đầu ý. Ngon.
bánh tráng mềm dẻo, rau tươi, nước mắm pha rất là ngon. Hương đậu phộng ngon lắm, ngon hơn mắm nêm luôn. Mà ăn á là biết được cái mùi đậu phộng bơ trong đó liền. Wow, ngon. Ngon nữa là nó có mùi nhang, bởi vì có nhà tài trợ. Cảm ơn nhà tài trợ.